Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Việt Thảo đang có mặt tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở tại Charlotte, North Carolina để chuẩn bị cho chương trình Đại lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày thứ Bảy 4 tháng 5 2019 từ 11 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Có các ca sĩ Đăng Nguyên, có Mai Thiên Vân cùng các ca sĩ tham dự trong một chương trình văn nghệ cúng dường. Và đặc biệt, lần đầu tiên tại Thiền viện Minh Đăng Quang, chương trình văn hóa ẩm thực hoàn toàn miễn phí. Hồi trước giờ thì thức ăn ở chùa bán, năm nay hoàn toàn không bán. Quý vị có thể đến để thưởng thức món ăn chay do ở chùa nấu nha quý vị. Nhớ từ 11 giờ sáng tới 11 giờ đêm và duy nhất chỉ có ngày thứ Bảy. Việt Thảo mong đón gặp quý vị tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở tại Charlotte, North Carolina trong chương trình Đại lễ Phật Đản. Năm nay nhớ thứ Bảy ngày 4 tháng 5 2019 từ 11 giờ sáng tới 11 giờ đêm.